Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ rừng và những người sống phụ thuộc vào rừng. Tại phiên họp thứ 19 của Diễn đàn Liên hiệp Quốc về rừng, Đức Tổng giám mục Gabriel Caccia, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên hiệp Quốc, nhấn mạnh rằng hệ sinh thái toàn diện được Đức Thánh cha Francisco chỉ ra là cách để bảo vệ các hệ sinh thái và cộng đồng. Mở đầu bài phát biểu trong ngày 6 tháng 5, Đức Tổng Giám Mục nhắc lại rằng rừng là hệ sinh thái quan trọng, nguồn nuôi dưỡng, nơi chứa đa dạng sinh học, đề cập đến khái niệm hệ sinh thái toàn diện được Đức Thánh Cha nói đến trong thông điệp Laudato Si. Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc khẳng định rừng còn là động lực phát triển bền vững, vì cung cấp phương tiện sinh sống nước sạch và điều hòa khí hậu cho con người vì thế điều thiết yếu là mọi hành động liên quan đến lĩnh vực này phải hướng tới sự phát triển toàn diện của các dân tộc phụ thuộc vào rừng đại diện tòa thánh cho rằng bằng cách mở rộng các khu rừng bảo tồn và thúc đẩy quản lý rừng bền vững chúng ta mới có thể bảo tồn đa dạng sinh học giảm biến đổi khí hậu và bảo đảm khả năng tồn tại lâu dài của rừng cho các thế hệ tương lai đồng thời cần phải tính đến thực tế kinh tế xã hội của người dân địa phương cân bằng các mục tiêu bảo tồn với nhu cầu của cộng đồng địa phương thúc đẩy cơ cấu quản lý toàn diện hỗ trợ các giải pháp sinh kế bền vững và thực hiện các phương pháp bảo tồn ở quy mô cảnh quan là những bước quan trọng theo hướng này để kết luận đức tổng giám mục cho rằng điều rất quan trọng là phải áp dụng cách tiếp cận sinh thái toàn diện trong đó nhấn mạnh đến sự liên kết giữa các yếu tố môi trường xã hội và kinh tế từ đó bảo đảm một cách tiếp cận toàn diện tôn trọng tính toàn vẹn của các hệ sinh thái và cộng đồng